Hello, hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiểu Kim Trang bên em. Ngày hôm nay là sáng, em lại ra tiếp tục ra vườn chim hót líu rít hay quá. Em tiếp tục ra vườn review cho cả nhà xem mấy cái thông trang một cố rất là đẹp. Đó. Đây là bây cái này là vàng nghệ lá nhỏ một cố. Cái anh này là một cà rốt. Cái này tím sen. Tím sen một cốt. Bên đây màu lá xoắn kem. Trong này lá xoắn vàng đây nè. Cây một cố. À có cây hồng phấn. Cây hồng phấn một cố. Màu vàng nghệ nè cả nhà. Một kem. Một kem một cố. À, cái hồng phấn một cốt nhỏ xíu thấy thương quá. Cái hồng phấn thấy thương chưa?